Ngày 20 tháng 4 năm 2022, được sự cho phép của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh đã kết hợp với Công an huyện Phú Giáo đến trao tặng 70 phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Tông Kim Quang, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Tham dự buổi trao quà có Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quản tự chùa Tông Kim Quang, Thượng tá Phạm Trung Nghĩa, Phó trưởng Công an huyện Phú Giáo và chị Đinh Thị Cẩm Nhớ, Mạnh Thường Quân ủng hộ quà cho bà con. Xã An Bình, huyện Phú Giáo là địa phương có số đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với 225 hộ và 938 nhân khẩu. Từ khi thành lập, chùa Sri Suvanna Vansa Tông Kim Quang, xã An Bình, huyện Phú Giáo đã tổ chức các nghi lễ tôn giáo cho người dân Khmer nơi đây và những người đang sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia sinh hoạt tôn giáo. Tại buổi trao quà, Đại đức Thích Thiện Hưng ân cần thăm hỏi và động viên bà con, mong rằng với những suất quà nhỏ sẽ làm ấm lòng bà con đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Và trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo chính quyền địa phương, chùa Tông Kim Quang sẽ tiếp tục góp sức chăm lo cho đồng bào nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp Tết cổ truyền Chon Trần Nam Thơ Mây, chúc bà con đồng bào Khmer tại xã An Bình đón một mùa Tết cổ truyền thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, kiết tường như ý. Quà tặng cho mỗi người trị giá 500.000 đồng do gia đình anh Phi Long và chị Đinh Thị Cẩm Nhớ hỗ trợ, gồm gạo, thùng mì, nước tương, dầu ăn, đường, hộp bánh, bột ngọt, sữa ngôi sao và phong bì 200.000 đồng, tổng trị giá là 35 triệu đồng. Đại đức Châu Hoài Thái đã bày tỏ sự vui mừng khi được Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và chư tôn đức trong Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà chùa, động viên bà con chí thú làm ăn, nỗ lực vượt khó vươn lên, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Ngư Bư, đại diện cho bà con đồng bào Khmer đến nhận quà, bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ. Đây là những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình đã động viên tinh thần và tiếp thêm động lực cho bà con dân tộc Khmer trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sự sẻ chia đầy yêu thương và trách nhiệm của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã góp phần tô thắm vẻ đẹp của lòng nhân ái trong cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc ta.